Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa chay, một lần nữa cùng với Thầy Sáu Khiết và anh em linh mục chúng con được chào đón tất cả quý ông bà và anh chị em, chúng ta trở về với giáo đường giáo xứ chính tòa. Và con xin được đại diện Đức Cha Kevin Van, Đức Giám mục địa phận Orange của mình và đồng thời là vị chánh xứ của giáo xứ chính tòa, con chỉ là vị linh mục quản đốc, rector. Con xin được chào đón quý ông bà và anh chị em từ khắp muôn phương chọn giáo xứ chánh tòa trong thánh lễ 1 giờ 15 trưa nay, đặc biệt là quý ông bà và anh chị em đến tham dự đại hội giáo lý tại Convention Center in Anaheim. Trong niềm vui này, chúng ta chào đón lẫn nhau bằng một tràng pháo tay. Trong bài phúc âm trưa hôm nay, Chúa Giêsu Kitô mời gọi mỗi người chúng ta một lần nữa trở về với nội tâm của tâm hồn của mình, để ở đó chúng ta tin tưởng Chúa Giêsu Kitô một cách tuyệt đối hơn. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối và ăn năn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thanh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con xong những ngày khắc khổ này để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Ê-đen về phía đông, và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon với cây sự sống ở giữa vườn và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa đã tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: có phải Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn? Người nữ nói với con rắn: chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo: các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn bảo người nữ: không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân. Đó là lời Chúa. Chúa xin thương con theo lòng nhân hậu.
người tình luôn vương mong. Con biết tôi con suốt ngày hằng ở trước mặt, nhiều lần vô tâm dám phạm điều lỗi với cha. Từng ngày trôi qua xin ngài dù thương thứ tha. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người. Vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội, vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh nhận được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người đã truyền đến mọi người đưa đến án phạt thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa. Tôn vinh Chúa tụng ngài,
Chúa phán ra, nhưng bởi mọi lời do miệng Chúa vẫn phán ra. Tôn vinh Chúa tụng Ngài, tôn vinh Chúa tụng Ngài, tôn vinh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp: cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Quỷ lại đưa người lên núi rất cao, và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời đã chép: ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài. Bấy giờ ma quỷ bỏ người, và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Children, the gospel today invites you and me to do one thing. If we make a mistake during this week, we pray to the Holy Spirit to give us the courage to say sorry. Or your parents ask you to do something for them during this week, and somehow you don't do it. So pray to the Holy Spirit to accept your mistake and say sorry to them, and then try to do better next time. So that you and me try to do this week. And also for the season of Lent, I prefer you to look on the screen as well. We add more Vietnamese responses for you to respond, another way that you reinforce your Vietnamese. And today I'm very happy that you did that. For example, we say the phrase after the gospel. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, Chủ nhật đầu tiên của mùa chay, lúc nào giáo hội cũng mời chúng ta nghe bài phúc âm về ba sự cám dỗ của Chúa. Rồi tới Chủ nhật tuần sau, Chủ nhật thứ hai của mùa chay, thì giáo hội mời chúng ta cùng lên núi biến hình. Ở đó chúng ta thấy Chúa Giêsu biến dung nhan của Ngài với các môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê. Có một câu chuyện tiếu như thế này, là ở trên núi cám dỗ, là cái bài phúc âm bữa nay, thì ma quỷ cám dỗ Chúa là lên trên cái núi đó thờ phục
ma quỷ thì ma quỷ sẽ trao hết vương quyền thế gian cho Chúa. Rồi tuần sau lại có một cái núi khác, đó là núi biến hình. Thì cái câu chuyện tiếu là sau khi Chúa Giêsu biến hình xong thì Phêrô mới nói với Chúa Giêsu là quá tuyệt vời, con sẽ dựng ba cái lều, một cho Chúa Giêsu, một cho ông tiên tri Môsê và một cho ông tiên tri Elisa. Rồi Chúa Giêsu mới nói, thế thì con có dựng cái lều cho con không? Thì thánh Phêrô mới nói, không không, thưa thầy, mùa chay con không có dựng lều cho con từ bỏ lều rồi, con không ở lều nữa. Thì Chúa Giêsu nghĩ là chắc thôi, không có ở lều thì thôi, chắc vậy là chắc ở trong cái nhà chòi. Thì thánh Phêrô nói tiếp, không, con bỏ lều nhưng con còn cái nhà ở ngoài biển á. Ở ngoài biển đây là một cái biển ở gần cái phi trường Tel Aviv. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh rõ, hoặc là chúng ta đến với lớp Kinh Thánh của thầy Sáu Khiết vào chiều thứ ba hàng tuần 7 giờ tối, thì chúng ta hiểu thêm là có một căn nhà ở ngoài biển gọi là Chapa. Thì ở ngoài biển đó gần Tel Aviv, nơi đó mà chính thánh Phêrô ở đó và rửa tội cho người tôi tớ La Mã Corenio. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Cái khó khăn ngày hôm nay đối với mọi người chúng ta, một cái trở ngại lớn là ai cũng nghĩ rằng cái đời sống vật chất của mình có đầy đủ tất cả là mình hạnh phúc. Có nhà cao cửa rộng, có xe hơi đẹp, có công ăn việc làm tốt, có máy điện thoại di động sang trọng, và có tất cả, đặc biệt là có ngân hàng, có thẻ tín dụng, là cuộc sống của chúng ta sẽ đầy đủ và sung túc. Con thiết nghĩ nó là những của cải vật chất, nó cần thiết cho đời sống của mình, đúng, điều đó chúng ta không thể từ chối được. Và những cái của cải vật chất cho đời sống này, nó lại làm tăng thêm cái sự phong phú của sự sáng tạo của Thiên Chúa trong vũ trụ, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng thật ra nó vẫn còn thiếu. Nó thiếu là tại vì sao? Là tâm hồn của con người không phải là vật chất. Tâm hồn của con người, của ông bà và của anh chị em và của chính con, không phải là một cái máy, một cái máy móc. Tâm hồn của chúng ta còn đòi hỏi những sự cao quý hơn. Tâm hồn của chúng ta khao khát chân thiện mỹ của Thiên Chúa. Và ở cái chân thiện mỹ của Thiên Chúa này, chúng ta nhận thấy được chúng ta được Chúa thương lắm, được Chúa yêu chúng ta biết nhường bao. Và Chúa cũng muốn chúng ta trong cái chân thiện mỹ này hãy thương những người xung quanh đồng loại với mình. Cái bài đáp ca hay lắm. Xin Chúa thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Vậy con có thương người khác chưa, theo cái lòng nhân hậu của con chưa? Xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con. Vậy con có thứ tha tội lỗi cho người khác chưa? Thành thử con thiết nghĩ trong mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta trở về với đời sống nội tâm của tâm hồn. Để ở trong cái đời sống nội tâm này, chúng ta nhận ra được và tin tưởng một cách tuyệt đối vào Thiên Chúa, và đặc biệt là Chúa Giêsu Kitô, người đã chịu chết trên cây thập giá để cứu độ chúng ta. Và trong cái tinh thần của mùa chay, Ngài chỉ muốn chúng ta sống cái tinh thần hoàn toàn theo bài đọc 1, theo lời đáp ca và theo bài đọc 2. Nếu chúng ta sống tinh thần của bài đọc 2, thì xin quý ông bà và anh chị em chuẩn bị tinh thần để chúng ta đến giao hòa với Chúa trong mùa chay và giao hòa với anh chị em. Nói một cách nôm na dễ hiểu, đó là đi xưng tội. Ngày 13 tháng 3, ngày thứ hai, tại giáo xứ chính tòa trong lòng nhà thờ, vào lúc 7 giờ tối sau lễ chiều 5 giờ rưỡi,
Thứ hai đó, ngày 13 tháng 3, chúng con mời cha Hưởng Lê ở phía bắc của Cali chúng ta về đây để giảng phòng. Và ngày hôm sau là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 3, thì chúng con nghe giải tội và chúng con đã mời được 8 vị linh mục nghe giải tội tiếng Việt cho chúng ta ở trong nhà Arboretum. Hai cái thông tin này chúng con đều đăng ở trên trang số 7 của thông tin của giáo xứ chính tòa. Xin ông bà và anh chị em lưu ý thêm để chúng ta cùng quảng bá. Rồi, với cái tinh thần của bài đọc 1, trở về với đời sống nội tâm, và chúng ta có nhận ra được cái giá trị của người vợ, của người chồng trong cái đời sống của mình chưa? Rồi, mình có nhận ra được cái giá trị của những người con mà mình sinh ra trong cuộc đời này chưa? Hay mình cảm thấy các cháu là gánh nặng trong đời sống vợ chồng? Con thiết nghĩ một chút nữa đây thôi, Chúa Giêsu Kitô, Ngài sẽ lặp lại lời giao ước cam kết của Ngài với ông bà và anh chị em và với chính con. Trong lúc lặp lại giao ước của Ngài, Ngài chứng tỏ cho chúng ta thấy là Ngài đã đổ mình và máu của Ngài trên bàn thờ thành của lễ hy sinh để đền tội cho nhân loại, như bài đọc 2 có nói. Và chúng ta đón rước Chúa Giêsu Kitô không phải chỉ mình và máu của Ngài không thôi, mà chúng ta còn đón rước cả thiên tính của Ngài và linh hồn của Ngài. Vậy sau khi chúng ta rước mình và máu Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nói với Chúa Giêsu Kitô là chúng ta cũng muốn lặp lại cái lời cam kết với Chúa. Bởi vì Chúa không muốn mùa chay này là trở thành một mùa chay bình thường như những mùa chay khác. Ngài muốn chúng ta làm một điều gì đó cho chính bản thân mình, và Ngài cũng muốn chúng ta làm một điều gì đó cho chính Ngài nữa. Bởi vì chúng ta tôn thờ Ngài, chúng ta chọn Ngài là Thiên Chúa của mình, và chúng ta chọn Chúa Giêsu Kitô là anh em của chúng ta, và chúng ta là anh em lẫn nhau. Vậy con xin trong tinh thần của mùa chay, khi đón nhận mình và máu Thánh Chúa Kitô xong, chúng ta thưa thì thầm với Chúa Giêsu Kitô một điều thôi. Đó là hãy cho Ngài một cơ hội, mà cơ hội đó là Ngài muốn chúng ta sống với Ngài trong mùa chay này. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Người lên trời, người bên hữu đức Chúa Cha,
Nhân thiên công giáo và tâm truyền. Trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, mùa chay là thời gian thuận tiện để thanh luyện và củng cố đời sống Kitô hữu qua việc hoán cải trở về sống thân tình với Thiên Chúa và hiệp thông với anh chị em. Với ước muốn và quyết tâm sống mùa chay trọn vẹn, chúng ta cùng hiệp ý cầu xin. Xin Chúa gia tăng lòng nhiệt thành cho mọi thành phần trong hội thánh, để mọi người luôn biết lắng nghe và hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu đứng vững trước mọi cám dỗ và khó khăn thử thách trong đời sống. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa xin Chúa hướng dẫn lòng trí các khoa học gia và những nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới, để họ thật tâm mưu cầu lợi ích chung, cùng nhận biết giới hạn của mình và những thực tại trần thế, mà đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Chúa. Xin Chúa giúp cho mọi Kitô hữu biết tận dụng thời gian của mùa chay thánh để canh tân đời sống, biết tôn trọng và yêu mến nhau, nỗ lực trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, luôn khiêm tốn hạ mình và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa chúng xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho các gia đình và từng người trong cộng đoàn giáo xứ chính tòa. Xin cho mọi người biết khích lệ nhau trong bổn phận thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, luôn quan tâm giáo dục đức tin và nêu gương sáng cho thế hệ trẻ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ân thưởng cho những ân nhân của cộng đoàn giáo xứ chính tòa, linh đài Đức Mẹ La Vang, dự án xây dựng nhà nguyện Thánh Calisto và phần mộ, các anh chị em đang đau yếu, các linh hồn nơi luyện tội, các ý chỉ trong thánh lễ và ý nguyện riêng của mỗi người được Chúa thương chấp nhận. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các thánh bổn mạng, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đại hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, hôm nay là Chủ nhật đầu mùa Chay Thánh. Chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhìn ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, cùng với ca thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi ký nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tô nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Kevin chúng con, các đức cha huynh đệ của Ngài, Đức Cha Thành, Đức Cha Timothy và Đức Cha Todd và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Linh hồn Đức Cố Giám Mục David O'Connell, Anton Vũ Hoàng Thanh, Domenico Đinh Phú Cường, Anyat và các linh hồn an táng tại nghĩa trang giáo xứ chánh tòa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tô nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vừa chưa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian. Phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con trần gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, linh hồn con sẽ lành chân vun vui.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy ban bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin mạnh mẽ thêm, đức cậy được vững vàng và đức minh hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là ban trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con sẽ xin được nhắc lại là về quỹ mục vụ và quỹ để xây nhà nguyện cũng như là phần mộ. Xin quý ông bà và anh chị em hưởng ứng thêm. Và như trên màn ảnh thì chúng con có nói về một buổi hội thảo để chúng ta mời các anh chị em nói tiếng Anh, hoặc là con cháu, hoặc là các chị, các anh mà giỏi tiếng Anh nên tham dự cái buổi hội thảo này vào ngày 11 tây thứ bảy buổi sáng lúc 9 giờ sáng ở tại phòng Lash Gallery, để chúng ta biết thêm cách mà dự phòng tương lai hậu sự cho cha mẹ của mình, hoặc căn nhà, hoặc là tài sản của mình, vân vân và vân vân. Thì xin lấy tờ thông tin của giáo xứ, ở trang cuối sẽ có rất là nhiều thêm về chi tiết này. Và sau cùng, con cảm ơn quý ông bà anh chị em rất là nhiều đã luôn ủng hộ chúng con, và đồng thời giúp lời cầu nguyện cho anh em linh mục chúng con cũng như các thầy sáu. Và xin chúng ta tiếp tục cùng đồng hành với nhau trong mùa chay thánh này. Riêng vào mùa chay thì chúng con có một sự hơi khác biệt chút xíu, đó là bài kết lễ sẽ không hát, và chúng con cố gắng giữ thinh lặng trong việc tiến ra cuối nhà thờ để một lần nữa nhắc nhở trong cái thinh lặng thánh chúng ta trở về với nội tâm mà hôm nay Chúa đã đánh động lòng mình trong cái thánh lễ hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.